Xin chào anh em và chào mừng anh em đã trở lại với Tám Bóng Đá TV. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với màn soi kèo trận đấu giữa Inter Milan và AS Roma. Trận đấu diễn ra trong khuôn khổ Serie A vào lúc 23 giờ ngày thứ bảy mùng 1 tháng 10. Cuộc đối đầu giữa hai đội sẽ diễn ra trên sân vận động Giuseppe Meazza của Inter Milan. Lịch sử đối đầu trong những lần gần đây nhất của hai đội đang nghiêng về Inter Milan khi Nerazzurri đã giành tới 4 chiến thắng trong 5 lần đối đầu gần nhất. Trong lần đụng độ trước giữa hai đội, khi phải hành quân đến kinh đô thời trang, các cầu thủ Roma đã nhận thua 3-1 ngay trên sân nhà của đối thủ. Phong độ gần đây của Inter Milan phải nói rằng là vô cùng tệ hại trên mọi đấu trường, khi trong 5 trận đấu gần đây nhất, nửa xanh thành Milan đã nhận tới 3 thất bại và chỉ thắng có 2. Nếu như trận thua 0-2 trước một đối thủ mạnh hơn và kinh nghiệm nhiều hơn rất nhiều là Bayern Munich còn có thể chấp nhận được, thì trận thua trước AC Milan và Udinese là cực kỳ khó nuốt trôi với các Interista. Việc liên tục để thua, thậm chí toàn là những trận thua với 3 lần thủng lưới trở lên tại Serie A trước các đội bóng lớn như Milan, Udinese hay Lazio đang làm dấy lên nghi vấn khả năng đua vô địch mùa này của thầy trò Inzaghi. Hàng công của Inter vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ, họ đã ghi tới 13 bàn sau 7 trận, gần đạt hiệu số 2 bàn trên một trận với công lớn thuộc về Nicolò Barella và Lautaro Martinez. Tuy nhiên hàng thủ lại không được xuất sắc như vậy cho đến thời điểm hiện tại. Nerazzurri đã để lọt lưới tới 11 bàn sau 7 trận tại Serie A. Điều này đến một phần bởi thủ môn đội trưởng Sami Handanovic hiện cũng đã cao tuổi. Tuy nhiên vấn đề của Handanovic lại làm dấy lên một nghi vấn khác rằng tại sao Andre Onana, người được mua về từ Ajax lại chưa có màn chào sân cho riêng mình, khi mà vấn đề tuổi tác của Handanovic đã nhiều lần khiến cho đội bóng xanh đen phải nhận thất bại. Nhiều hơn một điểm và đứng trên một bậc với Inter là Roma, và thầy trò huấn luyện viên Jose Mourinho cũng không có được phong độ tốt hơn là bao. Sau 7 trận đã đấu, đoàn quân của Mourinho chỉ có được 4 chiến thắng, đã thua 2 và hòa 1. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng đến từ thủ đô cũng có một phong độ không khác gì Inter với 3 thua và 2 thắng, đồng thời cũng đã để thua một đội bóng có máu mặt là Atalanta với tỷ số 1-0 ngay trên sân nhà ở vòng đấu gần nhất. Tuy vậy, hàng công của Roma lại không ấn tượng bằng cựu vương Serie A khi sau 7 trận đấu đầu tiên, họ chỉ ghi vỏn vẹn 8 bàn thắng, một hiệu suất ghi bàn rất đậm chất Mourinho. Bù lại cho hàng công thua kém đối thủ, hàng phòng ngự của Roma lại vững chãi hơn tương đối khi Rui Patricio và các đồng đội chỉ mới lọt lưới 7 bàn. Tỷ lệ một bàn thua trên một trận là có thể chấp nhận được với một đội đua top 4 như Roma. Kèo tài xỉu nhà cái đưa ra là 2,75 với phong độ ghi bàn hiện tại và những kết quả kết thúc phần nhiều từ 3 bàn đổ lên của Inter. Nhưng đội chủ nhà lại gặp một đội bóng thủ cứng và công cùn hơn là Roma, sẽ là tương đối khó để lựa chọn giữa hai đội. Tuy nhiên, dựa trên kết quả 2 tài và 3 xỉu của Inter, cũng như những kết quả tài của Roma hầu hết chỉ nổ khi gặp đội yếu tại Conference League, thì cửa xỉu sẽ là hợp lý hơn. Inter trận này chấp nửa trái, tuy rằng phong độ đang trồi sụt nhưng với tư cách là một trong những ứng cử viên vô địch, Inter với lợi thế sân nhà vẫn xứng đáng để chúng ta đặt chọn niềm tin. Dự đoán Inter sẽ giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Roma. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào hai trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Tám Bóng Đá TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.